một thiếu này. Yêu thế. Ôm bạn chặt thế, ôm bạn voi chặt thế. Xem nào. À bây giờ này lớn đấy. Quần áo ngắn này. Chuẩn bị mùa hè rồi đấy. Mẹ dẫn Abi đi mua quần áo mới nhá, mua váy mùa hè nhá. Mẹ mua cho mấy bộ váy mẹ mặc cho nó xinh nhá. Quần áo này, quần áo mùa đông cũ rồi, chuẩn bị sang mùa hè rồi. Mẹ dẫn con đi mua quần áo mới nhá. Mua váy về cho con mặc nhá. Được không? Mẹ đây, giờ mẹ bế đi mua quần áo nào. Đi nhá, đi với mẹ nhá. Mẹ dẫn con đi mua quần áo mới nhé. Đi. Ui này, Abi thích này, Abi chui vào luôn này. Thích cái này hả? Mua cho con cái này nhá. À, xinh không? Xinh nhỉ? À. Xinh quá. Wow. Nó đẹp chưa mà. Abi xinh con gấu. Nhưng mà cái này rất to. À, đẹp chưa? Thử ra đi cái này nhé. Đây đây cái tay đâu, cho mẹ mượn đi nào, mượn cái tay đi nào. Đây đâu rồi, đi hàm này rộng quá. Nào đóng khóa là xem nào. Nào đi xuống với mẹ xem ạ. Em mất mặt luôn. Để mẹ lấy cho con đi khác nhá. Này rộng quá. Rồi cái này hơi tua nhỉ. Đi xem có bộ nào vừa với con không nhé. Xinh chưa này. Ôi đáng yêu chưa. Nào xem nào. Abi này. Ui con gấu này. Abi, xem này. Abi này. Này, con gấu này. Đây này. Con gấu này. Đó, thích không? Đây. Này, con gấu này Abi này. Để mình xem còn cái nào không nhá. Mình xem còn cái nào mình mua cho con cái váy nhá. Wow. Váy công chúa này Abi này. Mình mặc thử cái này nhé. Thì váy công chúa này. Xấu hổ này. Thay đồ đây nên là hơi xấu hổ nha. Nào, mặc thử nào. Công chúa Abi. Cái này vào túi nhá. Nè, thử nè. Cho cái tay đâu rồi? Mở cái tay đi nào. Wow, bộ này chắc xinh lắm đây.
mẹ cái tay đi hả? Đâu rồi, cái tay của con đâu rồi? Xinh chưa? Nào, à, quần đây. À. Ồ, đứng xuống mẹ xem nào. Vừa nhìn. Ồ, công chúa. À, xinh chưa? Xem nào. Hoa này, bông hoa này con này. Đấy, áo có bông hoa đây. Có thích bông hoa không? Wow. Thích cái này không? Để lấy cái này nhá. À bị thinh, à con bướm đây, con lấy bộ đi nhá. Đây xem. Đây. Chân có làm sao không? Có sao không? Ồ, may mà cái này nó bằng bông đấy nha. Nào, quá. Mày bé nhá. Có đau không? Đúng thế. Ồ, của thân. Mình đi lấy quần áo rồi mình về nhá. Ồ, mày xem tay sao nào. Mày quá không sao. Không sao, mình xem này. Không sao, không sao, không sao rồi nhé. Toán nhé. À,
giường mới của con này. Wow, đẹp chưa? Cá này, vào đây. Vào xem này. Ờ, có thích không? Haha, thích không? Wow. Vào đây con. Giường mới của con này. Đây con ngủ đây nhá. Yêu thích nha. Ra mẹ này. Uống sữa nha. Đây sữa của con đây. À, từ 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 từ. À, đi chơi về đói bụng nè. Cá rồi, Abi giỏi quá.